Buổi hôm nay là thầy giáo hướng dẫn một số những cái kiến thức cơ bản về cái các thiết bị điện mà sử dụng ở trong cái môn động cơ hệ thống điện của động cơ đốt trong. Và một cái thiết bị ở đây là điện là tụ điện. Tụ điện thì người ta có thể hiểu nó như này. Có loại là người ta không ghi âm ghi dương, nhưng có loại là người ta ghi âm ghi dương. Thông thường người ta sẽ hiểu cái này là C, tụ điện C. Thế cái tụ điện này có cái cấu tạo, tức là cứ mở một lớp nọ thì lại cách một cái lớp kia bằng một cái lớp cách điện. Thế cái tụ điện này ấy, cái cấu tạo thì ai cũng biết, thân là hai cái cực điện nó gần nhau, song song với nhau, và nó có cái khoảng cách này, cái khoảng cách này là quy định cái điện dung của tụ điện. Thế cái tụ điện này có tác dụng gì? Tụ điện này có tác dụng là tích điện. Tích điện tôi lấy ví dụ như là đây, tôi nối vào một cái ắc quy, đây là cực dương chẳng hạn, đây là cực âm, đây là dương, đây là âm. Thế khi ta nối vào đây, cái cực dương ở hai cái bề mặt này nó xuất hiện các cái điện tích ngược nhau. Tôi lấy ví dụ như là tôi có một cái mạch như thế này, đây là nguồn điện. Đây là một cái bóng điện rất to chẳng hạn, bóng điện này sáng. Thế tôi với mắc ở đây một cái tụ điện song song với cái bóng đèn. Thế khi tôi đóng cái coca ở đây, cái điện nó sẽ chạy vào đây, nạp vào đây trước, nạp vào cái tụ điện trước. Đấy. Thì cái bóng này nó không có điện cho nên chưa sáng ngay. Thế khi một cái tụ này nó nạp đầy điện rồi, lúc bây giờ cái bóng này đi sáng, cái bóng này đi sáng. Khi mà đây đã nạp đầy điện rồi thì đây cái bóng này đi sáng. Thế nhưng mà khi tôi tắt đi ấy, thì vì là cái cực dương này nó đi qua cái sợi dây bóng đèn này, nó về cực âm, cho nên là ở đây sẽ phóng một cái dòng điện chạy qua cái đèn. Mặc dù đây tắt rồi nhưng cái đèn vẫn sáng, là vô cái tụ này nó phóng một cái lượng điện. Thế lúc bây giờ là cái đèn này vẫn sáng bình thường, từ từ phóng hết điện nhưng cái tụ này cái đèn nó cũng tắt. Còn khi tôi lại đóng đây vào cái bóng đèn này chưa sáng, vì là cái tụ này nó đang nặng điện, nạp điện đầy vào đây thì bóng này mới sáng. Đấy, cái cách, cái tác dụng chính của cái tụ C này là như thế. Được chưa? Cái này ở trong các cái giải pháp là tiếp mà ta thấy cái bóng đèn cứ từ từ sáng lên, là từ từ tắt đi, là vô điện rồi. Hay là trong cái máy tính của ta, tức là khi ta cắt điện đi rồi cái, nhưng mà cái bóng đèn báo vẫn sáng. Một lúc sau đi tắt. Đấy là do cái hệ thống tụ nó mù ở đây. Cái loại này người ta gọi là cái tụ mù. Đấy. Vì là cái kiến thức về cái tụ chuyển rộng lớn nó nhiều lắm. Nhưng mà thầy giáo ở đây chỉ nói về cái cơ bản nhất của cái hiện tượng phóng điện của cái tụ nó như thế. Trong cái le xi nhan nó có cái này nó giống hệt thế. Là ví dụ như đây là sẽ tích điện thôi, nhưng mà đây sẽ tích điện âm. Nếu để như thế, tôi cắm vào đây cái là tôi cắt cái nguồn nó quy đi, thì hiện nay cái tụ điện này đang tích điện, đang tích điện. Nếu như mà tôi đem cái cọc này
đấu vòng trong này một cái thì ở đây phát được kia là điện rất mạnh, tức là điện sẽ phóng từ cực âm phóng sang cực dương, và các cái điện tích từ cực dương nó lại phóng sang cực âm, có nghĩa là âm sẽ phóng sang dương và dương nó sẽ phóng sang âm, nó có hai chiều chứ không phải là một. Các cái điện tích dương nó sẽ chuyển sang âm và các điện tích âm sẽ chuyển sang dương. Vì cái đặc tính này đấy, cho nên là ở trong điện tử người ta sử dụng cái tụ điện này để mà tích điện để người ta dự trữ cái năng lượng đấy để phục vụ cho một số các cái vấn đề khác như sau. Tức là khi tụ nạp điện thì cái rơ le không sáng, cái bóng đèn thì nhà chưa có sáng, nhưng mà nạp đầy đã lấy sáng. Đấy, lúc con sáng lên mà lúc con tắt đi ấy, thì là một lúc sau nó lên tắt à, nhưng mà khi nó lại bật lên thì lại một lúc sau nó đi sáng, vân vân. Thì tùy theo cái độ nhấp nháy, ví dụ như là cái tần số nhấp nháy là 10 lần trong một giây à, với đấy 60 lần trong một phút ấy, tức là một giây nó nháy là bây giờ ta muốn nó nháy nhanh lên thì ta cho cái tụ bé đi, mà ta muốn nháy chậm lên thì ta cho cái tụ lớn lên. Tụ điện C nó có các cái thông số như nào, tức là một là điện dung à, ta phải biết được là cái điện dung này là bao nhiêu. Thứ hai biết được điện áp, thứ ba là biết được công suất. Có cái tủ ấy là người ta không ghi công suất mà người ta ghi cường độ điện ở đây, thì ta tính cái này là cái công suất xuất phát. Thì trên cái tủ bao giờ người ta cũng có máy cái thông số này. Một là điện dung nó là bao nhiêu, ví dụ như là x tỷ microfarad. Cái chữ U có cái đuôi ở nước dài này, người ta gọi là chữ microfarad. Cái microfarad này nó tương ứng với cái đơn vị tức là mili. Ví dụ như 1 farad, 2 farad, còn có là mega microfarad, đề si microfarad vân vân. Nói chung là cái điện dùng tức là cái mức độ tích điện của cái tủ, mức độ tích điện điện dùng càng lớn thì cái mức độ tích điện càng lớn. Thì đấy là thiết bị tủ điện mà ta học về chuyển điện ô tô, là ta phải hiểu tủ điện, người ta tủ điện.